cỏ tùm ở trời, kêu chồng cắt cỏ đi mua hút hút mẹ đi, dép tôi đứt rồi, kêu ổng mua chưa mua chiếc mới nữa, nay mang dép của ổng nè, nhà hết bắp hôm nay giờ đi kiếm cỏ cắt cho mấy bỏ ăn, nó thôi rên tối nó la quá trời. Chiều gió mắc rượi luôn ta. Em quên tên luống rau càng cua mọc bờ thềm xưa, nhưng em không thể quên cây cầu dừa mới rụng giọt mưa. Cha đưa em đi học ngôi trường xưa, cha ngồi xuống cổng em, cha nói cưỡi ngựa ngựa phi. Cây rụng tùm lum trời, lấy là thấy đường người ta chạy nữa. Biết cắt cỏ luôn trời, nắng chiếu á, trời ơi đi cao xuống này té chết luôn á. Trời ơi, người ta hái về quá trời vui ghê ta. Chắc cắt về ôm đi. Trời ơi, người ta hái diều vui ghê luôn. Ôi quá trời, hai ba con diều rồi. Diều cá mập gì bảy màu nữa cái. Cá bảy màu tùm lum ta. Biết cắt chỗ nào luôn trời. Mệt quá. Giờ biết đường xuống luôn ta. Xuống té bà nội. Trời ơi. Trời ơi, cứt bò ỉa tùm lum trời. Chắc cắt đại đi mẹ cho rồi. Trời ơi, gió quá trời. Xưa còn hả hay nha. Này nó bay quá không có để đóng, để đóng thở bay không ta. Hồi xưa hả chưa có lộ còn đường đất á, hay dắt bò đi ra ruộng đồng này ăn cỏ xong rồi chiều dắt về. Xưa đâu có trồng bắp gì đâu. Giờ có trồng bắp rồi, ta nhốt bò ở nhà vậy đó, nhốt ngoài chuồng á, đâu có đâu dắt đi đâu đâu. Giờ phải đi cắt vậy nè, quá thì cực. Giờ nhà chỗ này cũng nuôi bò hết trơn, cỏ ta trồng mình nuôi hết trơn rồi, ủa cỏ ta trồng đâu có cắt được. Trời ơi, nguyên nhà tao chơi thả diều vui quá ta, hai ba con diều luôn. Tranh thủ cắt về cho mấy con bò nó ăn, đói quá trời. Ủa, ba con luôn, nãy con cá mập đen rồi căng cá bảy màu gì vậy, cá vàng đỏ tùm lum nhìn nhớ hồi xưa ghê. Xưa đi ruộng cắt cỏ nè, còn không mà dắt bò ra, còn ngựa kiến cắn, dắt bò ra cho nó ăn đi. Có cái cây đóng cái cây nọc xuống này nè, đóng xuống đây nè, đóng này đầy cột, con bò lại đứng im chỗ, cọng dây dài mấy mét vậy nè, cọng dây dài mấy mét thì cho nó ăn xung quanh vậy đó, dắt ruộng ăn gốc rễ, ăn bã lúa đó, lúa mà người ta cắt rồi đó. Xong rồi đi chơi, chơi năm mười thì chơi đá banh, chơi mấy đứa đồng xóm đó, cột trên kia chút lại lại cho coi, dồn nó bao bò cho tôi dắt mày đây nuôi ngon quá. Mình có hai con bò cũng ăn rau muống ngon quá ta. Ba này thấy ngon quá. Biết bò nó ăn không, nó sợ nó chê. Kiếm được cái ruộng cỏ này cắt cũng đã đời. Giờ người ta trồng không, cắt thử ba mớ coi về nó ăn không. Ăn múc ra cắt tiếp, sợ nó chê. Mấy con bò tôi cứ vậy chứ. Con bò mà nó ngựa lắm,
nó ăn nó chê nó lười nó bỏ mà. Cây bắp mà nó ăn có miếng không mà. Bò nó ngựa lắm. Kỳ bỏ cây bắp. Cây với mấy lá rồi cái gốc nó ăn nó rỉ rỉ như mình xước mía vậy. Xước mía cái vỏ bỏ ra, cái cây bự nó bỏ nó không ăn. Nó cắt như đây được rồi sợ nó không ăn rồi. Mệt nữa, về bỏ uổng. Hay là cho thử mấy bò này có ăn không ta, này về nhà bò mình nó ăn thì bắt tiếp. Đi gom mớ coi nó ăn không. Sẵn đi tặng cắt luôn coi. Trời, cu thả diều kìa. Nắng quá trời. Đưa này coi nó ăn không, về nhà coi mấy bò mình nó ăn. Này nó ăn thì mấy bò nhà mình nó ăn luôn, cắt luôn, khỏe. Nè ăn không con? Nè ăn không? Trời hên quá ông nội nó ăn nè. Con này không kén. Ở này bò cái yếm kìa, đó bò cái này nó có cái yếm ở dưới á. Còn bò đực thì nó lòng thào là lòng thòng sao đít nè. Cái đuôi tóc như đuôi ngựa ta. Sao ăn mớ rồi nó đi vậy? Xưa tôi cũng cột dây vậy nè mà cột ngắn chứ không có dài. Trời đang muốn nó rỉ hết trơn, phải còn hái ba mớ về nhà luộc ăn. Chơi ông chồng không ra cắt phụ nữa, ông có ra không trời. Chỉ đi ra đường bà cộ lộ kinh nổi đi ra đây rồi biết ông có đường ra không nữa. Rồi hang bò cái luôn. Trời ơi bụng căng ghê chắc gần đẻ nè. Như con này con này quá, này con bò mẹ nè. Trời ơi vú mớm lòng thòng quá trời, này gần đẻ rồi. Cái dậu nở rồi kìa. Trời quên thấy tôi đồ đỏ dí chết quá. Dậu nở thì gần đẻ nè. Trời nó thả diều đẹp quá ta. Lại cắt mớ, nãy nó ăn cắt là ba mớ thôi. Rồi mới đây tối lẹ dưới trời cắt không kịp, mới được con miếng à. Nội tôi chồng tôi giờ chưa ra, nó kêu không ra. Đường kinh nổi lộ bà cổ đi ra mà. Trời cất. Trời đóng cứt bò ông nội ơi. Trời ơi hàng gì nãy giờ thẩm cắt mà ngồi thẩm thẩm. Chồng tôi giờ chưa ra nữa. Tối thui rồi mà. Hên còn lon rơm nhà cắt cỏ không kịp chút về cho ăn rơm đỡ. Cắt được mớ. Gió quá trời. Chắc cắt không kịp rồi, giờ tối thui rồi ta. Cắt được nhiêu cỏ rồi. Nãy giờ đâu ông nội? Nãy đến đi mua cái khuốc mà thấy con diều đẹp quá rồi. Mình quay là tôi hơn. Nhiêu vậy? 50 hay gì đó. Trời ơi, coi cỏ nó cắt 50 ngàn. Khùng quá, bữa nào đi thả, giờ cắt cỏ mình giờ ra đây chơi. Diều quay lại tuổi hơ. Thì cắt xong rồi giờ làm gì thả diều. Nhà còn lõng rơm phải không? Ừ. Thôi chiều cho bò ăn đó đi. Ê, diều đẹp không diều gì vậy? Diều Doraemon hay gì đó. Nó lấy coi khui coi coi. Khui nha. Diều cho nó ăn rơm đi. Cắt vụt lắm rồi. Này nhỏ rồi vậy. Đẹp quá vậy. Thì đụng vô chiếc đem đi dục nè, bỏ cái bao đi chiếc đem đi dục. Thôi. Cây đâu gắn cây vô. Mày giống con ngó á ta, ủa có sao có hình Doraemon nữa kìa. Hình Doraemon. Con nhỏ này giống mấy nhỏ đi. Ủa sao nó không có đuôi hả? Không. Nhỏ nè. Doraemon có đuôi mà. Thì em gắn nhỏ đi. Nằm. Rồi nhìn sao? Mấy lẹ tôi cắt ba mớ coi, còn chút ông thả đi rồi cắt ba mớ đi. Về bò ăn coi. Nãy giờ thấy tao thả nhiều quá trời, sao giờ tao về hết trơn rồi, giờ còn hai chồng. Tối thu sợ ma chết ông nội ơi. Mời cọc đi. Mời cọc này đi. Chiều giờ không ra sớm sớm đi rồi chơi cho nó khỏe. Rồi
từ 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 này nó khó gỡ quá chừng đó, rối á. sợ nó rối nè, rối gỡ khùng luôn. Được không? Rồi luôn. Ừ? Nè ông quấn đầu gối ông má. Trời ông bỏ lỡ đá tôi gì. Ủa lộn. Quấn đầu gối này cầm cái đó quấn đầu gối ông má. Sao nuôi sạch túi luôn. Nó nùi rồi. Dướng hả? Này tới phi mới hả được. Ấy ông thả thì tôi cắt ba cỏ coi tôi quấn cho ông này rồi. Không chơi mình luôn. Nó nùi rồi. Ủa, bò kìa, ơi. Xong làm nó nùi rồi. Hồi đi gói gói hồi chút cũng ra hết à. Mặt trời xuống lẹ ghê luôn, ta mới đây. Tối thui rồi. Mua cuồng dễ hơn. Nãy biết mua cuồng rồi. Mũ thì lâm vô sở tùm lum, ta chửi này ruộng ta. Tính cho ông biết làm thì tôi ấy chứ chứ. Con khúc mày thả xa không? Rồi ngồi gỡ 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 đó ra nói vô phim. Chúc ông cầm đi tôi thả thử coi. Này thì hút gì hai cuồng bao nhiêu mua cuồng mà cuồng dây cá chép á. Cái chép là gì cuồng gì? Tối thui rồi ta. Rồi bịt mũi ba kìa ông nội, bịt mũi đi nói vô chưa. Ê. Này cột đã hả? Ừ. Con Cột khúc. vô, cột vô đây, cột hút vô luôn á. Cột sát vô hơn vậy Ờ, thôi. cột xét vô luôn. Vậy hả? Ừ. Cột đại vô, ví dụ. Hả? Rồi nè. Ông cầm đi tôi kéo coi. Rồi. Được chưa? Rồi. Nè lên nè. Thì thả dây ra. Ngắn không? Thả đại. Ủa nó không có đuôi hả? Không. Doraemon, nó có cánh Ủa đâu đi rồi. mò, có đuôi cánh Có chứ. cánh với chân mà. Đó nó bay Đầm hang, nè. đầm hang, đầm hang, thả đại. Hết nhợ luôn hả? Ờ. Rồi nhỏ xỉu, Giật, nhỏ giật, nhất giật, giật, giật. Xỉu. Sao nhỏ? Rồi. Ôi. Rồi miếng bay luôn Ui, rồi. Nặng kìa. Cậu lại, cậu vô, cậu vô cái, cậu vô cái. Tưởng nhỏ xíu chứ hay nha. Rồi cắt ba cỏ cho lẹ nữa rồi hái rồi bỏ đâu rồi. Vậy rớt rồi kìa, nghiêng rồi kìa. Không có Ông cắt. nhỡ rỡ bả nhỡ đi cắt Không thêm có ăn. đuôi. Ngã hả? Không có đuôi, nó bị nghiêng. Rồi sao nó rớt rồi? Nghiêng con bên nè. Tôi cắt vô ông gom má cỏ vô nè. Về bò ăn. Từ gãy dây từ. Rồi chút nói vô được nữa không? Nói im khúc đi. Thả dễ. Xưa làm nhiều giấy mệt thế bà nội. Sao dây nó cục với tao nó bán cục quá à. Hả? Thì dây giờ mấy tiệm bán cục. Đó hả gì Ông mua ra xong hỏi người ta coi cọng dây này dài hay ngắn thì mua.
giờ có hai đứa thả diều ở đây cắt cỏ nhưng khùng trời nến sao hả, nãy tao thả quá trời, tao đứng ngoài đây hồng một dọc luôn, lúc nãy chiều nắng á giờ tối thui rồi còn ai đâu. Ông gom cỏ vô ba ông tụi đi bay đẹp ơi, cắt dây nữa bay không, bay luôn không, bay luôn cái nó hái cắt nữa hả cá ơi đâu gì đó ông chửi tôi sao nó bay nè quá trời bay luôn như mi chi là 50.000 đang bay đi mất bay tiêu trời ông đô đi mò nó bay kìa nội ơi. Rồi Suka Nobita đâu đâu thấy đâu, có mình Doraemon nè nó bay mình có không mình trảnh ơn bò đi lại kìa ông ơi 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 đuổi bò đuổi gà vậy tao nó gom ấy lẹ gom má cỏ vô nè rồi gỡ gần xong rồi đi tôi quên tôi cắt cái bên đây sao đẹp nè mấy cỏ này nhìn thấy không sao nhuyễn qua con bên à hả sao nhuyễn qua con bên một gỡ cho sao tóc tôi đó nùi rồi gỡ không chưa không chưa đây gom phụ ba cỏ nè gần xong rồi ba cỏ đu gà biết bò ăn không nữa bỏ quả nụt rồi nữa là xong hương bò lẹ đi gom mớ về nè mấy thằng nhỏ con ngay sao vợ chưa về tắm nữa ăn cơm nước vợ còn chơi ngoài đây hết trời ấy gom má cỏ tôi đi không chơi được chưa 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 lề mề mệt quá ông ơi mua củ dây cá chép à, bán con ngon còn ghen cá chép đi đây con giùm tôi đứng canh sợ ma quá đứng đây tối thui có một mình trắng que đây nè ra gỡ tôi ngồi canh rồi tôi cắt cơ chứ bên đây nè vô đây nè sợ ma quá không dám vô đây sợ đang cắt ai đang hù chết luôn á nó ba cỏ này ngon ghê ủa ngửa đâm đau chiều đi có nói má cái cỏ không có để tối thui ba thấy chưa về ba hỏi nữa nè tôi cắt ôm đóng một chút ông ấy bỏ vô đi ba cỏ này không thấy ai cho bò cắt cho bò ăn hết trơn hai chồng mình cắt rồi cộng dây đâu má nè ủa lộn mày đi Củ Quang mướp Củ Quang ơi mướp ủa mướp hả ờ mướp lộn tưởng Củ Quang không đó đó rồi gom mấy cỏ bỏ bao đi thì chút mình nói dây vô ủa diều ở diều con kìa nó ba con mình cả tội nghiệp nhỏ chiều phải hôm ra sớm thả chung với người ta cho nó có bạn rồi chứ giờ ba con bệnh trở nó buồn hiu ai biết trời tối lẹ chứ nãy tôi mới thấy còn sáng trưng tự nhiên cái ông chìm đằng xa mặt trời cái ông sụt xuống cái tối thui luôn mây nó che hết trơn đây đã có con diều đẳng hai ba con đẳng kìa xa xa kìa ở đây nó kìa qua trời không kìa trên kia còn chỗ cái cục điện chỗ cái sóng kìa đâu có thấy con gì đâu nó đen đen chảnh kìa con gì chim cái gì đó có con nào trên đó đâu có hai con đây còn có tôi với ông hai con đây với hai con đó với hai con bò với hai con vợ chồng già nữa nè lẹ đi rồi thôi bỏ khúc đó đi rồi ôm cỏ phụ tôi đi đó mai ông quấn vô đi quấn vô đâu thì mai thả tiếp rồi ôm má cỏ về tối thui nè cơm nước nữa nè từ từ còn khúc nữa mê chơi quá ông ơi còn khúc với đít nè lấy ông tôi mệt quá nhưng nít á tối ngày phải la đầy nói mệt quá nó quay về tuổi thơ thơ gì là thơ nè đứt luôn nè bò không có cỏ ăn rồi tối ngày làm xà ruồng không à xong chưa gần xong gom vô đi về chứ nhà tối thui không dám cắt nữa nè rắn rít không à
Wow, chúng tụi nó cắn cái đi bệnh viện á. Cắt thì cắt thì nó khơ khơ gì á. Đi nhà thương nó chết luôn. Do dịch bệnh vô trong khó lắm đó. Cắt thì cắt đi, còn nói chuyện gì đâu. Nói đi kêu ông làm hối làm lẹ nè chứ. Trên trời đất gì á. Ngồi im chỗ biết chừng nào xong. Mấy cỏ anh mướt ghê. Trời ơi, tích tôi cắt xong tôi gom luôn quá chứ ông không có gom luôn quá. À, trời ơi. Rồi gom má cỏ vô đây rồi chắc về nè. Gom má cỏ đi rồi. Quán như về tới thui rồi. Mấy bụi này ngon quá. Ai vậy ta? Có chừng đứt tay nó sao nó bén ra mấy cỏ nó bén gì như cỏ lúa nữa. Nó chém được tay đau quá. Bám mầm trầu quá trời. Mầm trầu là gì? Cây mầm trầu không quá tao không quên tên. Có quên tụ nào không? Quên đống nào không? Nó quên nó tụ bài. Cái đống đống cỏ mà quên kêu mà tụ bài ông quánh bài đó đi ai thôi về quấn dìu lại đi vô hả dìu ra cái quấn lại rồi quấn lại đi làm quấn dìu lại đi cắt khúc rồi cắt cái này nè không nói lại đi nói lại đi cắt cái đi cầm nha chừng nước tay nó chém nước tay tao này không nổi. Ê tôi không buông nha, ê ông cầm ăn máy chứ. Tôi không buông đâu đeo. Đeo tay. Rồi vui. Rồi vui 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 vui. Sợ nước tay. Nó chơi vậy này dìu băng. Nó hả gì vậy này giống dìu băng không. Không đeo tay hả? Không. Nó đi luôn 50 ngàn năm nổi bay luôn bây giờ nè. Cầm cầm lấy, cầm lấy, cầm lấy. Nói giờ, ê giờ đeo tay quá nè. Gán đi, gán đi. Cột lại. Ông kéo về đi tôi quấn cho chứ sợ đất nước tay mình xưa bị chém nước tay một lần luôn giờ còn sợ nè. Được rồi rồi nhiều bán này nè chị ngu không rồi ông cầm đi ông cầm nhiều đi ngu không nè nè cầm cầm này đi cầm ông cầm này đi cầm cầm khúc này nè tôi quấn cho rồi chút két vô cái bỏ vô chai tự cho bà chạy với chụp. Dí chụp nè. Chị ngu quá trời ông nội ơi, nó bay luôn, mất 50 ngàn. Con lè, nhiều quá. Quá không về. Về cót đi để mấy đứa nhỏ tới chơi, thấy nó đem là ông khỏi chơi luôn á. Nó phá, nó cắt nhiều tùm lum đó. À, nặng. Tới thui rồi ông nội ơi. Ê chừng nó rớt vô nhà người ta, dính gì đi. Dính gì đi, ở đây có gì điện đâu, trống trơn. Chừng rớt vô nhà người ta chứa từ từ quá không kịp rối nè rồi. Ủa hai bò mất tiêu ta dẫn vô rồi ta dắt vô hả. Ủa dắt lên nào không thấy luôn nội ơi trên đó giờ thấy mấy con bò bị xe tải lấy chưa bò mà nuôi ở nhà cái mấy thằng trộm vô chở đi luôn hả. Ghê vậy. Nhà mình mốt làm cái ổ khóa quấn lại đi chứ thôi. Xích trong xích bốn cái vỏ lại vô cái cột. Nhà ngủ thì người ta vô ta bắt nè không hay đội rớt rồi kìa. Trong phim hình Doraemon nó bay. Hai tụi nhỏ vậy nè cái giật 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 cái tự nhiên bay lên. Ừ trong phim hình Doraemon nó bay trong chống tre còn này nó bay gió. Tối thui rồi rồi mặt trời. Chân chống tre là bụi cha. Nó bị ta ơi. Ơi ơi ơi. Rớt rồi. Anh Nobita ơi quấn lại tới thui rồi dữ rồi về nhà trễ quá má la là chưa nấu cơm nữa đấy nãy có gom cơm ghi mình cơm điện lên không
Ủa phải được rồi. Vậy nè. Thôi quấn vô, kéo tôi quấn vô nè. Vậy tôi cầm gì? Ủa ai viết chữ gì tùm lum cho anh nha. Chữ gì? Nè. Ngày nào mốt mình phải viết chữ lên. Viết chữ để số điện thoại. Ví dụ như có băng ai lụm được. Băng ai lụm được, cái điện thoại nó chạy nha. Tôi điện thoại lại. Điện thoại mình lại tới lấy. Lấy nhiều. Trời đất ơi. Thôi tôi cầm nhiều cho đây ông cầm phong sơn. Vác bao cỏ đi. Còn tiếc núi vậy trời. Xong kéo xuống đi. Tiếc núi cái gì nó không biết đi về. Cơm nước ngủ nghe. Trời ơi mọi ơi. Ê lẹ vậy không? Dễ bay không? Ví dụ để nó bay không? Không. Đó, à. Chú nhủ kìa. Ông vác bao cỏ đi về nè. Đi. Còn đóng này hốc vô đi. Đi. Lấy liềm. Được chưa? Lấy lưỡi hái. Nè nè. Mấy nhỏ con ngay giờ chưa về ta còn nãy chơi nữa. Đi đường tắt bên đây nè, anh dễ hơn. Rồi nãy bị sót đóng đó đó. Đi đây này tắt bên đây này về nè. Nói thui rồi. Đằng kia dòng xuống.